những câu chuyện đời nhiều bất hạnh. Những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân. Những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo. Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh. Kính thưa quý vị, không có một phiền nào bằng cảnh sinh con ra, nuôi nấng dạy dỗ con không lớn, trưởng thành con lại mang bệnh đau, khiến mẹ cả đời tần tảo lại còng thêm lưng, ráng làm để có tiền chạy chữa bệnh tình cho con. Câu chuyện của bà Tạ Thị Thu Vân là một câu chuyện buồn, điển hình cho những người mẹ tảo tần phải gánh nặng khổ đau khi tuổi đã vào độ xế chiều mà bà phải xoay sở một mình, vừa nuôi đứa cháu côi cút, vừa nuôi đứa con trai bị chứng tâm thần phân liệt. Mời quý vị cùng đến với gia đình bà Thu Vân ở ấp Phú Thành A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng để xót xa trước vận nghèo khó mà còn gặp cảnh tai ương bệnh tật. Ngày nào cũng vậy, cứ từ sớm tinh mơ cho đến lúc mặt trời đứng gắt nơi đỉnh đầu, người ta lại thấy dáng dấp lầm khòm của bà cụ lưng còng nơi mấy bụi chuối ở cuối vườn. Ở cái ngưỡng tuổi thất thập cổ lai hy, bà Tạ Thị Thu Vân chưa một giây phút nào được an nhàn ngơi nghỉ. Trước đây, ngoài công việc làm vườn, bà còn tranh thủ đạp xe đi bán vé số dạo. Thế nhưng trong một lần đi bán, bị xe tông làm chấn thương cột sống. Rồi từ đó, dáng lưng bà còng thế này. Không thể di chuyển bình thường, cũng không thể lao động nặng được nữa. Vậy là mảnh đất bao năm chắc chiều chăm bón, giờ là nơi nuôi sống duy nhất cho ba miệng ăn trong nhà. Công việc này bà làm một mình bà hay là bà làm? Dạ, một mình. Một mình mình. Ngày từ sáng tới trưa gấp được 10 kg. Nhà mình không ai phụ bà hả bà? Dạ không, thằng này nó bệnh tâm thần, có khi thằng kêu nó tiếp ai? Con tôi. Con trai á? Dạ. Anh bị sao? Nó bị tâm thần phân liệt. Nhưng mà tâm thần phân liệt là triệu chứng sao bà? Nó triệu chứng nó sợ hãi, nó không có ngủ đủ là nó sợ, nó ai nó thấy ai nó cũng sợ hết trơn. Nhưng mà anh bị lâu chưa? Lâu rồi, hồi 23 tuổi tới giờ lận. Rồi bà có đi chữa cho anh không? Có, đi trị 3 lần. Là anh hết rồi anh bị? Dạ, bớt rồi, nó không có bao giờ nó hết. Nhưng mà những cái việc này thì cũng đâu có nặng đâu, anh không làm được hả? Nó không chịu làm. À, là do nó không chịu làm? Nó nổi cơn, nó không chịu làm. Nổi cơn là anh thường làm cái gì? Thường thường là nó không có nổi cơn, thì sai nó đi kéo củi, chặt củi, thì nó làm. Còn nó nổi cơn lên là nó không chịu làm. Bởi vậy con mình bệnh, mình biết. Mình nó nuôi được, chứ còn mà vợ nó nuôi không có được nó. Hồi nó bệnh là vợ nó, hồi đó còn ở cũng vậy, nó giao lai cho tôi. Nó không dám nuôi, nó nên ổng dữ quá. Ổng nổi cơn lên là muốn quánh ngược quánh, nó không dám nuôi. Tôi còn bị nó quánh 2-3 lần. Nó nổi nóng lên, nó đập đồ bấy hết trơn. Năm nay bà bao nhiêu tuổi? Bà 73. 73 tuổi. Dạ. Yeah. Mà bà thì 73 tuổi mà bây giờ vừa gánh nặng nuôi con. Dạ, nuôi con rồi nuôi cháu nữa đó con. Rồi bà có thấy buồn không? Buồn, thấy cảm thấy buồn dữ lắm mà. Mà mình gán sống nặng nuôi con với nuôi cháu cho nó học nên người. Mà mình thấy vậy cháu nó gán học mình cũng vui, vui trong bụng dữ lắm đó. Nó không đi học là nó tiếp quét nhà, rửa chén, giặt quần áo, cũng tiếp bà dữ lắm. Mà con thấy cái lưng bà bị sao bà? Cái lưng bà bị nó xe nó tông. Là từ lúc té thì cái lưng mình mới bị như vậy? Dạ mới bị. À. Rồi đi bệnh viện Sóc Trăng á, thì nằm một tháng trời. Rồi bệnh viện Sóc Trăng bác sĩ nói hỏi là coi gia đình coi có khả năng đi không.
rồi tôi nó không có khả năng đâu. Con thì nghèo không mà có anh thằng bệnh tâm thần nữa, rồi làm sao tiền ở đâu, không có tiền đi đâu bác sĩ, tôi chịu chặn vậy rồi được làm sao rồi, hay vậy đi bác sĩ. Là bà về nhà luôn? Thì về nhà luôn rồi, bác sĩ nói vậy là bà chịu tới chết luôn rồi, bà đi xa không có nổi đâu nhưng mà bà đừng có xách gì nặng 5 kg, nó cục thêm đằng nữa là bà nằm chỗ luôn à. Mà bây giờ nhờ có đứa cháu nó ngoan, nó học giỏi mỗi năm đó cô. Nhưng mà như cháu bà thì làm sức cũng không có nhiều. Dạ, nó cũng yếu đuối nữa, nó ốm bà, yếu. Bà sức yếu mà cháu, hay là bà có bao giờ ý định là hay là mình cho cháu đi phụ bà rồi cho cháu nghỉ học? Không đâu, tôi thấy tiếc quá cô ơi. Tiếc, nó học giỏi mỗi năm rồi. Mà trong suy nghĩ của tôi không biết làm sao mà cho con học đại học, cháu học đại học đây nè. Đâu đủ tiền đâu. Đâu có khả năng tiền hàng ngày nè, cơm gạo còn cháu cho ăn nữa. Rồi làm sao tiền đâu nuôi cháu đi học. 60 ngàn một ngày từ lá chuối ra. Từ lá chuối ra. Là một tháng dừa rồi chuối là bà có chưa tới 1 triệu đồng. Dạ. Có 3-4 ngày mới gặp lá chuối được 60 ngàn, nói anh thiệt đi. Gặp lá chuối được 60 ngàn một ngày, chừng 3-4 ngày mới gặp được một ngày. Hay là khó khăn vậy á, hay là bà có ý định là bà gửi anh đi tới trại trung tâm nuôi dưỡng này nọ? Không, tội nghiệp con quá cô ơi. Cho anh đi thì bà đỡ cực. Đỡ cực mà không có ý định cô ơi. Con mình gửi thì biết làm sao. Thì gửi đi thì bà chỉ nuôi cháu thôi. Bà không chịu đâu con. Kệ đi. Đói khát gì mẹ con. Để bà tội nghiệp nó. Dù nghèo, dù khổ đến thế nào, thì người bà, người mẹ vẫn cố gắng sức mình tìm cách chu toàn mọi thứ. Bà lo bệnh con trở nặng, bà sợ cái nghèo làm cháu chẳng thể tiếp tục đến trường. Nghĩ vậy nên bà ráng, bà cố mà làm. Dù cái lưng còng thiếu thuốc, lắm lúc lên cơn đau quặn. Nhức đầu á, môi đây thôi, môi. Môi. Uống miếng thuốc nhức đầu quá, uống thuốc. Uống miếng thuốc là cho nó bắt nhức còn. Mình con sao vậy? Nhức đầu. Nhức đầu hả? Ờ, nhức đầu. Nó sợ nằm ngủ dắt đi cho nó hết. Bà có 2 người con. Đứa con trai lớn ở xa nhà. Lúc trước làm ăn cũng ổn định, nhưng bỗng nhiên mắc bệnh tiểu đường, mắt mờ lòa. Giờ cuộc sống khó nghèo. Người còn lại thì hiện sống cùng với bà, anh Dương Minh Lợi. Trước cũng học đại học. Nhìn bề ngoài anh Lợi trông cao lớn, có vẻ bình thường. Thế nhưng khi tiếp xúc mới thấy được sự bất ổn len trong từng câu nói. Phải thì lực còn có 30% mà. Là bệnh bác sĩ nói là cứ phải uống thuốc hoài. Dạ, uống thuốc kinh niên, uống thuốc suốt đời á. Anh ơi, hiện nay là anh đang mang bệnh gì hả? Bệnh tâm thần phân liệt quang tưởng F20. Bác sĩ nói vậy? Dạ. Nhưng mà biểu hiện là như thế nào? Biểu hiện nó bị nhức đầu với dạ chẳng không ngủ trưa cả khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Thì cả 5 giờ chiều thì nó bị rối loạn quáng sợ. Như mình thấy cái gì nó thấy người ta, mình thấy ai cũng sợ mà thấy vật gì cũng sợ hết trơn. Là cái bệnh của mình đó là mình bị từ lúc nào? Bị hồi năm 23 tuổi mà nó bị tái lại 4 lần. Năm 23 tuổi, 26 tuổi, 28 tuổi với 33 tuổi. Cứ mấy năm nó trở lại 1 lần? Dạ, có khoảng 3-4 năm. Như vậy thì mình lập gia đình là năm bao nhiêu? Lập gia đình hồi năm 2005. Dạ. Là lúc đó mình bao nhiêu tuổi hả? Dạ 26. 23 mình bị, năm 23 mình bị. Dạ. 26 thì mình lập gia đình. Dạ. Rồi vì sao mà bây giờ gia đình mình ly tán? Dạ, tại vì chắc em bị bệnh thần kinh á, rồi đi làm không được, không có tiền, rồi bà xã buồn, rồi mới quen người khác. Đôi lúc mình tự trách bản thân mình thôi. Tại mình bệnh thần kinh rồi không có làm vô tiền, rồi vợ mình đi theo chồng khác thì mình cũng phải chấp nhận thôi, nhiều khi cũng không thay đổi gì được. Tức là mình không lo được cho người ta. Dạ, không lo được cho vợ. Nhưng mà 2 đứa con của mình thì một người là vợ nuôi. Dạ đúng rồi, đứa nhỏ thì vợ nuôi, năm nay nó 14 tuổi.
Còn đứa lớn thì theo em cũng 5 năm rồi, ở đây nó đây 5 năm rồi đó. Sao mình bị vậy, mình không để cho vợ nuôi hai đứa con luôn? Tại vì đứa lớn nó không chịu theo mẹ nó, tại theo cha sao nó không chịu. Có bao giờ mà anh mong ước là vợ anh quay trở lại? Dạ cũng có, muốn gia đình quay, vợ em quay trở lại để hai đứa con nó được ăn học đầy đủ, với hai vợ chồng nó có gia đình, có cha có mẹ, cho hai đứa con nó không có buồn tuổi nữa, nó không có tuổi thân như người ta rồi, đứa thì thiếu cha, đứa thì thiếu mẹ. Vẫn ước mơ về một gia đình đủ đầy, thế nhưng chứng bệnh cứ như giả vờ, khiến cuộc sống anh Lợi xáo trộn không như người bình thường khác. Lúc thì anh ôm đầu nằm một góc, ù lì, ủ dột. Khi lại thấy anh nói cười hoạt bát, xách cuốc ra vườn khiêng khiêng vác vác. Tỉnh thì biết phụ này phụ nọ, nhưng đùng một cái là ngã ngang như cái cây nghiêng bởi gió. Chẳng biết căn bệnh là do nguyên nhân từ đâu, thế nhưng cứ mỗi lần nhắc đến chuyện vợ, chuyện con là anh lại sầu đau, u uất. Giờ chỉ còn đứa con gái lớn, cháu Dương Mỹ Phương là động lực, niềm vui và hy vọng mà cả anh Lợi và bà Vân đặt vào. 17 tuổi, cái tuổi thêu dệt bao ước mơ về tương lai phía trước. Thế nhưng cuộc sống nghèo bấp bênh khiến những dự tính cứ lung lay, không rõ rệt phương hướng. Trước đây, Phương sống ở Bạc Liêu cùng mẹ và em. Thế nhưng từ lúc mẹ đi thêm bước nữa, vậy là Phương bỏ dở mọi thứ, xin về Sóc Trăng sống cùng bà và cha. Dù biết cuộc sống bên nội vất vả, thế nhưng Phương không quản ngại. Cứ sau những giờ đi học, Phương lại phụ giúp bà lo cho cha, làm việc nhà, rồi ra vườn tiếp làm cỏ, hái rau, hái chuối, mang bán. Từ lúc nào mà con quyết định là con về ở với nội? Dạ, từ lúc mẹ con có gia đình mới. Mẹ có gia đình mới, tại sao lại con lại không muốn ở với mẹ nữa? Tại vì là con muốn ở đây với bà nội với ba. Là mình giận mẹ đúng không? Dạ, chắc cũng phải gọi là giận. Nhưng mà sao? Tại vì mình muốn chuyển về đây sống. Mà mẹ đi, mẹ không ở với cha nữa, mà mẹ đi lấy chồng khác, như vậy mình không giận mẹ hả? Dạ. Cái gì bình thường á, mà đi học á, mà con thấy bạn bè nè, có cha có mẹ đầy đủ trong gia đình. Mà con thì cha cũng không có được bình thường nữa, mà mẹ thì lấy chồng khác, thì trong lòng con có suy nghĩ gì? Dạ cũng có chút tủi thân. Có tủi thân không? Kiểu như bạn bè kiểu đầy đủ hơn con, kiểu con thiếu thốn. Thiếu thốn tình cảm hay là thiếu thốn gì? Dạ thiếu thốn tình cảm. Như bình thường á, mà có những cái tâm sự của tuổi mới lớn á, mà thường là người ta thì tâm sự với mẹ đúng không? Mà giờ còn con thì con tâm sự với ai? Dạ là con tâm sự với bà. Với bà. Vậy là con xem bà giống như là người mẹ thứ hai của con. Dạ. Vậy mà lúc mà bà lớn tuổi như vậy á, mà thấy còng lưng, bà còng lưng mà bị bệnh mà không có tiền chữa thì lúc đó con như thế nào? Con thấy buồn, cứ vậy rồi. Sợ giống như là bà có điều gì á, cái không còn ở với con nữa. Những giọt mưa chen nhau đổ trên mái tôn khiến câu chuyện nghe lúc được lúc mất. Thì những ánh trong đôi mắt sáng lấp đáy của Phương là cả một trời chất chứa đầy vơi nỗi niềm. Dù luôn nói rằng không giận, không trách mẹ, thế nhưng nụ cười như gắng gượng với giọng nói nghẹn nghẹn đã không thể che lấp được nỗi trống vắng và nỗi cô đơn của đứa con gái ở độ tuổi trưởng thành, đang cần lắm những sẻ chia, chăm sóc từ đôi bàn tay mẹ. Trời mưa bong bóng bập bùng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?
Nơi ngôi nhà cũ kỹ bạc màu thời gian, có ba con người của ba thế hệ đang nương cùng nhau mà sống. Cứ người này bảo một người kia, mẹ thì lo cho con, cháu thì đỡ đần bà. Tù mù góc nhà tối, cái người trụ cột quá tuổi vẫn kiên nhẫn nguyện cầu những điều ước cho đời mình. Ở cái tuổi gần đất xa trời, lay lắc như ngọn đèn dầu trước gió, bà chẳng cầu mong gì nhiều, chỉ khấn sao cho bà sống ngày nào thì còn sức mà chăm cho con, còn minh mẫn để lo cho cháu. Ước là vậy mà ngày cứ tàn dần, sức cũng cạn theo năm dài tháng tận, nên những lo toan cứ dở dang, dang dở. Nhiều năm qua, các vòng sống đã kết nối cùng với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Sóc Trăng để từng bước xây dựng phong trào nhân ái tại địa phương, và hy vọng trong tương lai gần sẽ mở rộng thêm nhiều đội nhóm để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trợ giúp thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Di chuyển cả một đoạn đường dài, lại chứng kiến thêm cảnh nhà rách trước hở sau. Ai nấy cũng đều xót xa và thương cảm trước cảnh mẹ già lưng còng mà phải chăm lo cho con trai và cháu nội. Sao mà ông quyết định mượn thêm tiền để cho? Đã già rồi thành ra là gia đình gặp khó nữa. Thì thôi bây giờ mình phải cố gắng thêm chút nữa. Cảm ơn, rất cảm ơn lão cũ nhiều. Già cả quá mà lại đến đây đường xá xa xôi quá mà để dẫn cậu về. Này. Yếu quá. Tộc Mai đại diện câu lạc bộ quỹ heo đất của huyện Trần Đề. Với số tiền trợ giúp 70 triệu, ban tổ chức đã thống nhất cùng địa phương và gia đình phân bổ như sau. 25 triệu sửa lại căn nhà cho kính gió, kính mưa. 5 triệu mua bàn học cho cháu Phương và cái giường chắc chắn cho bà cháu yên giấc ngủ. 2 triệu trích ra cho sinh hoạt tháng kế tiếp. Trích ra 3 triệu cho anh Lợi đi khám tâm thần. Mong anh có thể chữa trị ổn định tinh thần để trở thành trụ cột, là chỗ dựa cho mẹ và con gái. Số tiền 35 triệu còn lại gửi tiết kiệm để có vốn tích lũy và sẽ trích ra sử dụng khi có hướng và mục đích rõ ràng cần thiết. Dạ, lời đầu tiên con xin cảm ơn cụ ông, cụ bà, các bác, các cô chú đã đến đây để giúp đỡ con. Con rất vui vì điều đó. Con sẽ cố gắng học hành để đáp lại sự giúp đỡ của mọi người. Dạ, con cảm ơn mọi người rất nhiều. Được tham dự chương trình Khát Vọng Sống thì thôi thấy chương trình này nó thật là ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là đối với bà con hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã đặt ra nhiều mục tiêu rất là tốt giúp đỡ cho bà con. Hôm nay thì chương trình Khát Vọng Sống tới là một cái bước điểm ở cái giai đoạn cuối cấp của học kỳ và là những cái hành trang để cháu có thể bước tiếp vào con đường đại học và cái tương lai của cháu sẽ sáng rực hơn nữa khi chúng ta tiếp xúc một cái cách kịp thời, trọn vẹn và đầy đủ. Quý vị thân mến,
Dẫu mong ước của bà Vân và anh Lợi là để dành tiền cho cháu Phương được tiếp tục đi học, mở rộng đường tương lai. Thế nhưng làm sao chúng ta có thể làm ngơ mặc cho gia đình sống trong căn nhà hư cũ như vậy? Vậy nên, ban tổ chức đã quyết định dành 25 triệu để sửa sang lại nhà, còn anh Lợi sẽ được đi khám và điều trị căn bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng tinh thần anh sẽ sớm ổn định để có thể lao động kiếm tiền lo cho mẹ già và con gái. Chúc cho mọi điều suôn sẻ sẽ đến với gia đình để cho bà Vân không còn nhiều lo lắng và cháu Phương có thể hoàn thành năm học lớp 12 để đi tiếp ước mơ vào đại học. Đến đây, chương trình Khát Vọng Sống xin tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính công ty Tôn Tân Phước Khánh. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã chung tay cùng chúng tôi và cộng đồng trợ giúp bà con nghèo hồi sinh. Chống chịu đựng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống ăn mòn, thích hợp cho mọi công trình làm nên thương hiệu Tôn Tân Phước Khanh. Tôn Tân Phước Khanh, bền đẹp với thời gian, sản phẩm được bảo hành lên đến 20 năm.